riêng trong lĩnh vực ngoại khối đề cập nãy là lĩnh vực biển đông, chắc chắn là không tất cả các cuộc trao đổi thảo luận đều đề cập đến chủ đề này, thì cái độ tin cậy được thể hiện như thế nào ở cái chủ đề liên quan đến biển đông? Thì cái độ tin cậy thì phải dựa trên trước các cơ sở đấy. Mình tin một cái nước nào phải trên cơ sở là cái việc họ làm họ cũng có lợi. Ngược lại, mình còn trên cơ sở lợi ích của mình để tạo ra một cái độ tin cậy. Dư luận nó khác nhau về cái cách ứng xử của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông. Cụ thể là có những dư luận quốc tế nói rằng là Việt Nam đang muốn là lôi kéo cái nước một cái bên thứ ba vào để làm cái đối trọng đối với nước khác. Nhưng ngược lại có cái dư luận rằng một cái dư luận nói rằng là Việt Nam lại đang muốn là chỉ dùng cái chữ là chúng ta đi đêm với một cái nước, thì thứ trưởng có thể lý giải về cái vấn đề này như thế nào? Đó là cái không có cái nhìn toàn diện, cái nhìn tổng thể và cái nhìn đặc biệt là cái nhìn có cái nghiệp thật của cái chính sách đối ngoại của chúng ta. Ví dụ cùng một lúc chúng ta triển khai các cái mối quan hệ với 3, 4, 5, 6 thì người ta bảo là chúng ta là và những cái nước này có những cái vấn đề quan trọng đấy, thế nhưng mà xuất phát từ tính độc lập tự chủ trong chính sách đối ngoại của chúng ta quan hệ với nước này cũng chỉ do chính lợi ích của chúng ta, do quyết định của chúng ta, quyết tâm của chúng ta, không lệ thuộc vào nước này và cũng không ngại cái quan hệ này ảnh hưởng đến mối quan hệ khác. Vì sao vậy? Vì luôn luôn trong tất cả các mối quan hệ chúng ta đều có nguyên tắc là quan hệ chúng ta một lần nước nào đó không phương hại lợi ích. Đây là một cái rất quan trọng, rất cơ bản, cũng như trong cái đối thoại của chúng ta với các nước khác thì có một cái điểm là không bao giờ chúng ta đem chuyện nước này để nói xấu với nước khác. Nếu anh không tốt, nếu anh không ứng xử một cách đàng hoàng, tôi sẽ nói đẹp, chứ tôi không đem cái chuyện này để tôi đi nói với một người khác. Đấy là những quan trọng chính, đấy là cái mà chúng ta giữ được đó. Thế thì nếu mà nói về cái kết quả đối ngoại của chúng ta, rõ ràng chúng ta nếu chúng ta chỉ có đi theo một cái gọi là theo một cái định hướng thôi, chúng ta không có vị thế, chúng ta không có cái độc lập tự chủ, chúng ta còn hệ quả. Ở đây người ta hay nói đến năng lực. Cái việc Việt Nam đang phát triển, cái việc Việt Nam có những nhu cầu quan hệ rất lớn là tất yếu. Thưa Thứ trưởng, là cụ thể là với Trung Quốc thì chuyến thăm của Tổng Bí thư vừa rồi đã ra được cái thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản để chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển. Thưa Thứ trưởng, là với lĩnh vực quốc phòng, đối ngoại quốc phòng thì cụ thể các bước sẽ triển khai theo cái thỏa thuận này sẽ làm gì trong tương lai? Nếu nhìn bên ngoài thì chúng ta thấy rằng cái thỏa thuận này là một thành công lớn trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Có thể thấy ngay là nó đã làm dịu đi vì nó làm bớt đi căng thẳng của do những cái xung đột, những cái khác biệt gây ra trên biển Đông. Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy. Thứ hai là chúng ta khẳng định lại một lần nữa, nhắc lại một lần nữa những cái quyết tâm của hai đảng về việc xử lý vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thứ ba nữa, chúng ta khẳng định về tính độc lập tự chủ của Việt Nam khi mà chúng ta nói rằng mọi vấn đề phải được xử lý trên cơ sở luật pháp quốc tế, cụ thể là luật biển 1982, phải căn cứ tôn trọng lợi ích của các nước trong khu vực, mà cụ thể là thực hiện tốt DOC, phải công khai minh bạch với những người hiểu sâu vấn đề hơn, với những người làm công tác quốc phòng, thì có thể là thành công rất lớn, ở cái chỗ là chúng ta tìm được, chúng ta khẳng định chúng ta có được hai bên đều phải được. Đó là những cái gì mà luật pháp quốc tế xử lý vấn đề này, đây là một vấn đề rất quan trọng. Một bản thảo luận ấy không nên nhìn những tiểu tiết mà nhìn cái vấn đề lớn nhất là đó là những vấn đề tự do. Thế thì trên cơ sở thảo luận ấy thì chúng ta tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng như trước đây đã làm,
Có điều là những việc chúng ta đã làm mang tính chất đơn lẻ hiện nay nó được hệ thống hóa trong loạt các luật. Cụ thể là chúng ta tăng cường giao lưu quốc phòng hạ tầng từ các bộ trưởng cho đến các quân ủy chủ. Thứ hai, chúng ta tăng cường hợp tác hải quân của Trung Quốc và chúng ta phải rất nghiêm cái nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Thứ ba là chúng ta tìm những cái giải pháp, trao đổi những cái giải pháp để mà xử lý từng bước vấn đề thiên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế và được hai bên cùng chúng ta phải thực hiện rất dư vợ, rất nghiêm chỉnh và chúng ta yêu cầu các đồng chí, các bạn Trung Quốc chúng ta nghiêm thỏa thuận những cái vấn đề mà hai bên cùng. Trong hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN vừa rồi tại Indonesia, tất cả các bộ trưởng quốc phòng đều bày tỏ cái mong muốn được nghe chúng ta nói về cái thỏa thuận giữa Nga và Trung Quốc, vì cái thỏa thuận ấy nó có liên quan lợi ích của họ, trước hết là liên quan lợi ích của những nước có cùng tranh tuyên bố chủ quyền, cùng biển đảo. Thứ hai là liên quan đến lợi ích của các nước này, tất cả các bộ trưởng quốc phòng đều. Tôi cũng đã thông báo với các bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN những tinh thần cơ bản của cái thỏa thuận Việt Nam Trung Quốc, Việt Trung Nam Trung Quốc và tổng thống Việt Nam Trung Quốc gắn nó với những vấn đề là tội phạm. Tất cả các bộ trưởng quốc phòng đều phát biểu và đánh giá rất cao về thỏa thuận này và họ thấy rằng Việt Nam rất có trách nhiệm với lợi ích của họ, với lợi ích của Việt Nam, không vì lợi ích của Việt Nam để mà đi thỏa thuận của mình nữa. Thế là đều là lợi ích của họ, luật pháp quốc tế là lợi ích của họ, xử lý bằng các biện pháp hòa bình là lợi ích của họ. Thưa thứ trưởng, là cái kết quả của những chuyến đi của tổng bí thư với Trung Quốc thì mà cái thỏa thuận chúng ta vừa đề cập thì có hai cái nội dung rất là sát sườn và cụ thể mà liên quan đến lĩnh vực quốc phòng. Đó là việc thiết lập đường dây nóng giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước và việc là thí điểm tuần tra chung trên biên giới đất liền ở vào thời điểm thích hợp. Thứ trưởng có thể thông tin thêm về hai nội dung cụ thể này. Hai cái nội dung này thì đã nằm trong thỏa thuận hai bộ quốc phòng từ trước, đang được triển khai và được nhắc lại trong cái tuyên bố chung giữa hai tổng bí thư, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tổng bí thư Trung Quốc. Cái ý nghĩa của cái việc mà thiết lập đường dây nóng này, luật kỹ thuật thì đang làm, nhưng quan trọng nhất là ý nghĩa mang tính biểu tượng. Như vậy là hai bộ trưởng có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, có thể thông tin lẫn nhau bất cứ lúc nào, thì cái ý nghĩa mang tính biểu tượng đó mới là quan trọng. Như vậy là chúng ta ở cấp cao nhất về quốc phòng chúng ta có thể thông tin trực tiếp với nhau. Và hiện nay thì tôi nghĩ rằng đây là những cái mà hết sức quan trọng để mà cùng gìn giữ hòa bình, xây dựng cái tình hình chúng ta. Chúng ta đã có những vấn đề trong chuyển biến, những cái đưa tàu khác nhau đến biển, nhưng mà trên bộ thì chúng ta đã xây dựng được một cái đường biên giới hòa bình và cái việc tuần tra chung trên bộ cũng mang tính quan trọng, là quan trọng nhất. Bên cạnh cái tác dụng thực tế là chúng ta giữ được an ninh hai bên biên giới, chúng ta bảo vệ những cái hoạt động lao động, hoạt động giao lưu hòa bình trên biên giới. Thì cái tính biểu tượng của nó ở cái chỗ tức là như vậy chúng ta đã cùng nhau quyết tâm tôn trọng cái đường biên giới hai bên biên giới. Thứ trưởng vừa nhắc đến những cái nguyên tắc đó là không sử dụng vũ lực và không đe dọa sử dụng vũ lực. Tuy nhiên là thế thì ngay tại Trung Quốc, kể cả những cái tờ báo chính thống, cụ thể đây là Thời báo Hoàn cầu, có cho đăng tải một số ý kiến lại không đi theo cái nguyên tắc này, chỉ là đe dọa nói rằng là cái việc là chúng tôi dành cho Việt Nam và Philippines. Thứ trưởng muốn nói gì với những ý kiến như vậy? Trước hết tôi không cho đấy là những ý kiến mang tính chất chính thống. Với một nước lớn, một đất nước 1.3 triệu
trăm triệu người dân đi Trung Quốc, ý kiến khác nhau là bình thường. Thì cái chuyện họ nói ra thì trước hết đấy không phải là chuyện chúng ta. Thứ hai là tôi tin rằng ý kiến ấy cũng sẽ bớt dần. Trước hết bằng biện pháp của hai đảng này, không để cho những ý kiến mang tính chất gây hấn ấy xuất hiện trên những cái báo chí chính thống. Nhưng từ từ dần dần khi mà chúng ta đã xây dựng lòng tin, chúng ta đã tìm được những con đường để giải quyết từng bước những vấn đề đặc biệt, những cái vấn đề chính trị, thì bản thân những người dân Trung Quốc, bản thân những người hiện nay đang nói sẽ thấy rằng là họ không biết nói thì không ai, không ai đọc, và khi đọc thì sẽ lên án, không phải chỉ chúng ta mà chính những người đọc Trung Quốc sẽ lên án. Thưa thứ trưởng, là với tinh thần rất là thẳng thắn thật để mở, xin hỏi rất thẳng thắn là chắc thứ trưởng có nghe và có biết cái dư luận về việc là cái thông báo thông tin của về chuyến của thứ trưởng tại Trung Quốc, cụ thể là đối với hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là Việt Nam có ý định là không có ý định quốc tế hóa các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc vì chính lợi ích của chúng tôi. Nội dung thứ hai là thông báo về chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần là không để sự việc tái diễn. Trước hết nói về chủ trương đông người thì những cái điều tôi nói nó nằm trong cái chỉ thị của chính phủ về cái việc tụ tập đông người. Ngay từ khi cái lần tụ tập đầu tiên chúng tôi ở Singapore thì cái cá nhân tôi đã làm vì cái điều nó không giải quyết được. Chúng ta không thiếu gì cách để điều chỉnh thái độ, và chúng ta không thiếu gì dũng khí để chúng ta điều chỉnh thái độ. Thế nhưng người này không đem lại kết quả gì cả. Nhưng mà đến lúc mà những cái tụ tập ấy nó ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, không chỉ là đối ngoại mà đối nội, thì tôi cho rằng là cần phải. Thì có chuyến nào mà được gặp những kết quả thì nó tốt nhất và hoàn toàn mà bạn thấy là sự tốt tin cậy, sự hài lòng cao. Thì tất cả các chuyến đi đều mang lại những kết quả rất là tốt cho tôi cũng như là các chuyến đi trong tuần qua. Chuyến đi kể cả đi Trung Quốc, đi Mỹ, đi Ấn Độ, đi các nước cũng trong khu vực đông nam á thì đều mang lại những kết quả. Nhưng có lẽ điều này là có tình cảm sâu đậm nhất, cái ấn tượng về cái sự chung thủy trong cái quan hệ của thầy có thể phải nói đến thời gian vừa rồi khi mà tôi được tham công cuộc thi trong nước trên đường sắt. Một cái điều rất dễ thấy Ấn Độ là từ người cao nhất của đất nước là tổng thống, và là tổng hay tổng thống cho đến cái người dân rất bình thường thì họ đều có một thiện cảm với Việt Nam và họ rất hiểu Việt Nam. Thì đây là một cái nguồn động viên rất là lớn khi mà tôi tiếp xúc với những cái tầng lớp ở Hà Nội. So với thời gian xảy ra cuộc cắt cáp đến việc sau 2-3 tháng thì với những hoạt động đối ngoại chung của em là những hoạt động đối ngoại quốc phòng, có vẻ tình hình nó vẫn chịu dần những tư tưởng của nó. Nhưng mà liệu là mình đã có thể yên tâm hay là mình có thể lạc quan thêm chút xíu trong thời gian tới kia, vì là cái xu hướng thì mình có thể nhận định nó đang phức tạp. Tin tưởng thì có, nhưng yên tâm thì chưa thể. Tin tưởng thì chúng ta đã đạt được những cái thỏa thuận rất cơ bản với Trung Quốc, với các nước lớn khác, các nước trong khu vực cũng để có cái nguyên tắc để đi đến xây dựng một khu vực hòa bình ổn định, giải quyết các cái tranh chấp đang được hòa bình thì nó sẽ được phát triển. Đó là niềm tin. Chưa yên tâm không yên tâm ở chỗ này, này muốn biết niềm tin đấy thành hiện thực thì chúng ta phải đọc, phải cố gắng, tất cả các nước đều phải cố gắng nỗ lực chung, có thể thì nó thành hiện thực. Và phát chúng ta thì chúng ta phải làm hết sức để những cái sự tin tưởng ấy nó biến đi. Và trong xu thế chung của thế giới hiện nay mình có đủ cơ sở để mình tin rằng nếu chúng ta kiên trì, nếu chúng ta sẽ được độc lập tự chủ, nếu chúng ta sẽ được đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa sản hóa thì chúng ta sẽ đạt được.